Xin chào tất cả mọi người nha. Lãm quay trở lại rồi nè. Hôm nay Lãm nghỉ lâu như vậy là tại vì do là Lãm bị viêm họng rồi cái Lãm bị ho cho nên là Lãm không có thu âm được. Dạo này á, thời tiết nó thất thường á, cứ mưa mưa nắng nắng, không có trời cứ ui ui á, cho nên là rất là dễ bị bệnh. Mọi người cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Tại mùa này á, cố gắng đừng để bị bệnh, tại bị bệnh cũng nguy hiểm hay mồ luôn á. Còn giờ thì mình tiếp tục nghe truyện ha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Viễn Khê, giọng đọc Lãm, tập 24. Kiều Tiểu Bắc và Triển Tu Nam uống rượu, hai anh em Từ Gia cũng uống không ít. Ngụy Hải Trung, Trang Phi Phi và Cố Khê phải dìu hai con ma men say bí tỉ không còn tỉnh táo là Kiều Tiểu Bắc và Triển Tu Nam lên xe. Hai người này giờ tuyệt đối không thể lái xe. Ngụy Hải Trung đành phải lái xe đưa mấy người Cố Khê trở về. Còn Nghe Hồng Nhạn phụ trách đưa gia đình của Từ Khâu Thuật về nhà. Đờ đẫn, vật vã ở trên xe, Kiều Thiếu Bắc và Triển Tu Nam cả người nồng nặc mùi rượu. Mọi người cứ ôm khư khư lấy một đứa trẻ, vừa ôm vừa hôn, miệng cứ lại nhảy: "Thúc thúc thật có lỗi với các con, thúc thúc xin lỗi các con, thúc thúc, thúc thúc không có lỗi gì với tụi con hết á." Dương Dương và Nhạc Nhạc càng không ngừng lau nước mắt cho hai vị thúc thúc đang say khướt này. Đối mặt với hai con ma men nọ, chính Cố Khê cũng không có biện pháp. Cậu chỉ có thể một bên trấn an Từ Nãy Nãy cùng với Từ Lão Gia đang lo lắng, nói hai người kia khi uống rượu say thì sẽ ra dáng này. May mắn là trên đường về, hai kẻ kia chỉ ôm hai đứa con trai ngủ. Xem ra hai anh chàng này thật sự là uống quá nhiều rồi. Từ Nãy Nãy và Từ Lão Gia lúc này mới xem như là được thả lỏng một chút. Cái bụng được ăn no căng thỏa thích. Dương Dương và Nhạc Nhạc im lặng ngồi trong lòng của Thúc Thúc. Tuy trên người Thúc Thúc nồng nặc mùi rượu rất là khó ngửi, nhưng bọn chúng không hề có ý muốn rời khỏi. Đã hơn 9 giờ tối, trên đường gần như không có một bóng xe cộ nào. Một đường thẳng tắp, thông thuận chạy thẳng đến cửa nhà. Cố Khê cùng Ngụy Hải Trung trước là dìu Triển Tô Nam lên lầu, rồi mới dìu tiếp Kiều Thiệu Bắc đi lên. Đạt được hai kẻ say khướt lên giường, Cố Khê gấp gáp nói: "Anh Hải Trung, anh mau về đi, khuya lắm rồi." "Anh không vội đâu, hai đứa nó thế này, một mình em chăm không có được." Ngụy Hải Trung dùng sức kéo Triển Tô Nam vào giữa giường, cởi giày cho hắn, nhấc chân của Kiều Thiệu Bắc đặt vào trên giường, cũng cởi giày cho hắn. Cố Khê nói tiếp: "Không có việc gì đâu, em ứng phó được mà, còn có Dương Dương và Nhạc Nhạc nữa. Trời cũng không còn sớm nữa, anh mau trở về đi." "Ngụy Thúc Thúc, tụi con sẽ chiếu cố hai thúc ấy. Thúc Thúc về đi, đã khuya lắm rồi đó." Dương Dương bưng một chậu nước ấm vào trong phòng, Nhạc Nhạc cầm theo khăn mặt cùng dép lê cho hai thúc thúc. Cố Khê đẩy Ngụy Hải Trung ra phòng: "Có em ở đây là được rồi mà, anh mau về đi." "Quả thật cũng đã khuya lắm rồi," Ngụy Hải Trung nói. "Vậy anh về trước đây, đừng có để bộ dạng hai đứa nó như thế này mà ngủ. Em và hai nhóc cũng ngủ sớm đi nha." "Em biết rồi, anh mau về đi. Sáng mai dậy thì sang đây ăn sáng nha, không kịp thì qua ăn trưa cũng được." "Ừ, anh biết rồi." Ngụy Hải Trung ra về, Cố Khê bảo hai con trai đi đến răng rửa mặt. "Ba, con và Nhạc Nhạc giúp ba." Cố Tri Dương muốn ở lại giúp Cố Khê. Cố Khê nói: "Trễ rồi, các con đi ngủ đi, bên này có ba là được rồi." Biết kiểu gì cũng phải đi ngủ, Cố Triệu Nhạc nói: "Ba, xương cốt ba đau, để con và anh giúp ba thay quần áo cho các thúc thúc đi." Ngẫm nghĩ, Cố Khê đi đến bên giường, cởi áo khoác rồi nói: "Vậy đến đây giúp ba nào." Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa nghe thấy thì rất cao hứng, nhanh chóng tới giúp đỡ. Dưới sự giúp đỡ của hai cậu nhóc, cởi áo khoác và quần ngoài của Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, làm xong xuôi đâu đó, Cố Khê đã đẫm mồ hôi. Dương Dương xách theo một ấm nước nóng, rồi cùng Nhạc Nhạc đi xuống dưới lầu làm vệ sinh cá nhân. Hạ rèm cửa xuống, Cố Khê vò khăn mặt vào chậu nước ấm, rồi ngồi lên giường lau mặt và tay cho Kiều Thiệu Bắc. Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam hình như cảm thấy không thoải mái,
thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng hừ hừ nhẹ. Cố Khê cởi tất cho Kiều Thiếu Bắc, rồi cậu lại mở cửa đi đến phòng vệ sinh, lấy một chậu nước và một cái khăn mới để rửa chân, lại lau chân cho Kiều Thiếu Bắc, rồi kéo chăn đắp ngay ngắn cho hắn. Kiều Thiếu Bắc không ngừng kéo kéo cổ sơ mi. Cố Khê nới lỏng cổ áo cho hắn, cố sức nâng hắn dậy, cởi bộ quần áo thun ra. Tiếp theo, Cố Khê lại vò ướt khăn, cởi giày leo vào giữa hai người, lau mặt cho Triển Tô Nam. Đang lau, động tác của Cố Khê dừng lại. Có một ánh mắt nóng rực từ ở bên cạnh phóng tới. Cố Khê chậm chậm quay đầu, liền nhìn thấy Kiều Thiểu Bắc không biết đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn chằm chằm mình. Tim đột nhiên đánh thình thịch một cái, Cố Khê thẳng lưng, yết hầu có điểm khô nóng, hỏi: "Anh có muốn uống nước không?" "Tiểu Hà." Kiều Thiểu Bắc cúi đầu gọi một tiếng, rồi nâng tay chộp lấy cánh tay của Cố Khê. Thân hình của Cố Khê nháy mắt cứng đờ, cậu rút cánh tay lại, lùi về sau, giọng nói đầy vẻ khẩn trương: "Tôi đi rót nước cho anh." Nói xong, cậu vội xuống giường. "Tiểu Hà." Kiều Thiểu Bắc đột nhiên giữ chặt Cố Khê, tay dùng lực. Cố Khê chỉ cảm thấy chóng mặt, cậu đụng trúng cái gối của Kiều Thiểu Bắc. Khoang mũi tràn ngập mùi vị rượu từ miệng của người nào đó. Cố Khê hoảng hốt, hai tay theo bản năng đặt trước ngực của Kiều Thiểu Bắc. "Thiểu Bắc, tôi..." Vừa mới mở miệng, mùi rượu nồng nặc len lỏi vào miệng của Cố Khê. Trong phút chốc, Cố Khê ngây người, bên tai là tiếng thở dồn dập của Kiều Thiểu Bắc. Đột nhiên bị cưỡng hôn, Cố Khê căn bản là đã quên nên phản ứng như thế nào. Kiều Thiểu Bắc hôn rất mãnh liệt, rất vội vàng và kích động, một tay ép chặt đầu của Cố Khê, một tay run rẩy vuốt ve thân thể của Cố Khê qua lớp quần áo. Cố Khê bị Kiều Thiểu Bắc cuồng nhiệt hôn môi, cùng mùi rượu nồng đậm vây kín trong khoang miệng, khiến cho cậu quá choáng váng. Suốt 30 năm nay chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, cậu hoàn toàn mơ màng, hai tay mềm ngoặt không có chút khí lực, dán chặt vào lồng ngực như là lửa nóng của Kiều Thiểu Bắc. 12 năm trước, ký ức một đêm đó của Cố Khê cùng hai người này đều là trí nhớ mơ hồ. Cố Khê là người ngây ngô, nếu không phải ngay ngày hôm sau thấy môi của mình sưng đỏ, cũng đã tố cáo ngay chuyện đã xảy ra, thì cậu căn bản cũng không có nhớ rõ từ vị cùng hai người nọ hôn môi. Kiều Thiểu Bắc hôn môi vừa mười phần bá đạo, vừa ôn nhu dị thường. Trong đáy lòng có một tiếng nói kêu gọi Cố Khê phải lập tức ngăn lại cái hành động của đối phương, nhưng thân thể này của cậu không sao sinh ra được một chút khí lực nào. Cậu bị vây kín toàn bộ trong cơn tình triều xa lạ này. Cậu ngây ngô, thậm chí còn không biết nên đáp trả lại sự xâm chiếm của đầu lưỡi Kiều Thiểu Bắc như thế nào. Quần trong bị kéo ra, áo bị người nào đó cởi, bàn tay cực nóng không hề gặp trở ngại vuốt ve thân thể lạnh lẽo của Cố Khê. Độ nóng như bị thiêu đốt cũng đã đánh thức thần trí đang mê muội của Cố Khê. Kinh hãi khi thấy Kiều Thiểu Bắc đang làm gì với mình, không biết lấy từ đâu sức lực mà Cố Khê đẩy mạnh Kiều Thiểu Bắc ra để hắn rời khỏi môi của mình. "Thiểu Bắc, tỉnh, anh tỉnh lại." Lời nói yếu ớt, không có nửa điểm uy hiếp. Như một con dã thú hoàn toàn bị dục vọng chinh phục, đôi mắt của Kiều Thiểu Bắc trầm đục đến dọa người. Một tay của hắn không chút khó khăn bắt trụ hai tay đang dãy dụa của Cố Khê, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt lành của cậu. Đại chưởng cực nóng càng quá phần xâm nhập vào giữa hai chân của Cố Khê, vuốt ve bộ phận non nớt đang dần ngẩng đầu của cậu. Đầu óc đang bị tình dục vây hãm, nhưng giờ khắc này trái tim của Cố Khê lại hoàn toàn ngã khuỵu vào hầm băng ngàn năm. Dùng sức xoay đầu tránh đi nụ hôn của Kiều Thiểu Bắc, Cố Khê hét to: "Thiểu Bắc, anh buông ra, buông!" Âm thanh của Cố Khê mang theo vẻ kinh sợ khủng khiếp. Cậu dùng lực kẹp chặt hai chân của mình lại, tình sắc đỏ ửng trên mặt toàn bộ đã bị thay thế bởi vẻ mặt tái nhợt. Nhưng Kiều Thiểu Bắc vẫn là mặc kệ, hơi thở thô cứng, đáng sợ trì đuổi đôi môi né tránh của Cố Khê. Hai tay lại thâm nhập vào nơi mềm mại của Cố Khê chậm rãi vuốt ve. Sợ bí mật sẽ bị phát hiện, Cố Khê liều mạng dãy dụa muốn đứng lên. Tựa hồ bị tiếng thét của cậu làm cho thanh tỉnh đôi chút, Kiều Thiểu Bắc buông bàn tay đang giam cầm Cố Khê ra.
Bóp, một tiếng vang dội. Tay của Cố Khê nặng nề tát một cái bóp lên mặt của Kiều Thiệu Bắc. Đầu của Kiều Thiệu Bắc lệch qua một bên, bất động. Đẩy Kiều Thiệu Bắc ra, Cố Khê hoảng hốt xuống giường. Người lại bất chợt một lần nữa rơi vào lồng ngực nóng bỏng của một người nào đó. Tiểu Hà, say rượu nỉ non, không biết ở một bên nhìn bao lâu, Triển Tu Nam từ phía sau ôm lấy Cố Khê, đầu lưỡi khẽ liếm vành tay của cậu, hô hấp mang theo vài phần cầu sinh, tựa hồ như đang bất mãn Cố Khê chỉ cho Kiều Thiệu Bắc hôn môi, còn chưa để hắn thân thiết. Cảm xúc của Cố Khê đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ. Cậu tách tay Tô Nam ra, hai chân nhũng như bún, vọt tới cánh cửa, hai người nọ đồng thanh hét lên. Tiểu Hà! Tựa đầu lên ván cửa, cánh cửa lạnh lẽo tiếp xúc của Cố Khê ổn định hơn một chút. Cậu xoay người nhìn về phía hai cái hũ rượu kia, đã tỉnh táo đi đôi phần, ngồi chồm hổm ở trên giường. Kiều Thiệu Bắc, chân tay lóng ngóng ngồi trên giường bước xuống. Tiểu Hà, anh xin lỗi, anh vừa rồi. Đừng tới đây! Quát Kiều Thiệu Bắc ngừng bước, Cố Khê hít sâu mấy hơi, âm thanh phi thường kích động. Tô Nam, Thiệu Bắc, các anh nhìn tôi đi, nhìn tôi ngay đi, tôi là đàn ông đó. Sau một trận ho khan đến tê tâm liệt phế, Cố Khê run rẩy, tay khô ráp chỉ vào chính mình, rốt cuộc khắc chế không được nữa mà rống lên. Tôi là đàn ông đó, hơn nữa tôi đã già rồi, các anh thấy rõ còn gì? Tôi đã không còn là tôi của năm đó nữa, tôi đã rất già rồi. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam đứng dậy nhìn về phía Cố Khê. Đôi mắt của Cố Khê là nỗi bi ai cùng bất đắc dĩ, đầy đau đớn. Lặng lặng nhìn hai người, ngăn động tác tiếp theo của bọn hắn. Thu tay, Cố Khê khàn khàn giọng mà nói. Các anh quay về danh hải đi, không cần phải lãng phí thêm thời gian ở tôi nữa. Không đáng giá đâu, không đáng đâu. Các anh nhìn tôi xem, nhìn rõ tôi đi. Các anh hẳn nên trở về tìm một người con gái thích hợp với mình thì hơn. Chứ không phải ở một cái nơi hẻo lánh nhỏ bé này, lãng phí thời giờ lên một thằng đàn ông đã già nua. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc không ai mở miệng được. Hai người cứ chết lặng chôn chân đứng ở đó. Trong mắt là niềm áy náy cùng hối hận sâu sắc. Nếu không phải không dám kích động thêm Cố Khê như sắp vỡ nát, bọn hắn nhất định không chút do dự quỳ gối trước mặt của người này. Nhắm mắt lại, áp chế chua xót ở trong lòng, Cố Khê không nhìn hai người nữa, cúi đầu nói. Tôi đã từng hận, từng oán. Hận các anh đã dễ dàng định tội tôi. Oán các anh ngay cả một cơ hội giải thích cũng lừa cho tôi. Tiểu Hà, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Triển Tô Nam rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, quỳ gối trước mặt Cố Khê. Sau đó Kiều Thiệu Bắc cũng chậm rãi quỳ xuống, nước mắt cũng không thể khống chế mà dâng lên. Cố Khê mở to mắt vì hành động của hai người mà ngưng lại một chút. Cậu không tiến lên nâng hai người dậy, tiếp tục nói. Nhưng 12 năm, đã 12 năm qua rồi, hận nhiều, oán nhiều, 12 năm nay đã tiêu tán hết từ lâu rồi. Tô Nam, Thiệu Bắc, tôi thật sự là một chút oán cũng không có. Tôi mất đi những người bạn là các anh, nhưng tôi lại càng có nhiều thứ tôi khát vọng hơn. Cho nên tôi không oán. Huống chi sau việc kia, các anh cũng đã gánh rất nhiều khổ rồi. Phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, tôi lại càng không hận, cũng càng không oán. Nhưng... Nâng tay che ngực của mình, trong mắt Cố Khê phục qua đau thương. Nhưng tôi không có biện pháp. Tôi không có biện pháp ở bên các anh nữa. Không, tôi không có biện pháp tiếp nhận một tình cảm như vậy. Tôi chỉ muốn một mình, vô cùng đơn giản, bình an sống hết cuộc đời còn lại. Tô Nam, Thiệu Bắc, thật sự xin lỗi, tình cảm của các anh tôi không thể tiếp nhận. Cảm ơn các anh đã luôn luôn đi tìm tôi. Cảm ơn các anh yêu thương Dương Dương và Nhạc Nhạc. Chỉ cần các anh nguyện ý, Dương Dương và Nhạc Nhạc chính là con trai của hai anh. Chờ chúng trưởng thành, tôi sẽ bảo chúng hiếu thuận với các anh như đối với tôi. Nhưng bản thân tôi không có cách nào. 12 năm trước, cậu đã yêu sâu đậm, cũng vì đoạn tình cảm thầm mến dị nhân này mà thương cảm buồn rầu. Nhưng hiện tại, trái tim của cậu không thể rung động bởi tình yêu nữa rồi. Sau sự việc kia,
cậu đã hiểu ra một điều. Với thân thể không trọn vẹn của mình, cả đời này đã định cậu phải cô đơn lẻ loi một mình cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Cậu không thể yêu, cũng không dám yêu nữa rồi. Tiểu Hà! Triển Tu Nam bò quỳ đến trước mặt Cố Khê, ôm lấy chân của Cố Khê, ngửa đầu cầu xin. Mặc kệ em là đàn ông hay là đàn bà, anh đều yêu em. Người anh yêu chỉ có một mình em. Tiểu Hà, anh xin em, đừng không cần bọn anh. Em có thể không thích bọn anh, có thể hận bọn anh, có thể oán bọn anh, nhưng xin đừng không cần bọn anh. Em không hề thay đổi, em một chút cũng không già. Trong mắt bọn anh, em vĩnh viễn là em của 12 năm trước. Đáng giá, chỉ cần là em, muốn bọn anh làm cái gì cũng đều rất là đáng giá. Tiểu Hà, anh yêu em. 12 năm trước, người anh yêu là em. 12 năm sau, người anh yêu vẫn là em. Chưa từng thay đổi một giờ một khắc nào cả. Anh và Thiệu Bắc chưa từng có người khác. Bọn anh chỉ cần có em, chỉ cần có em thôi. Nói đến câu cuối cùng, Triển Tô Nam đã thống khổ tới nỗi không thể nói thành lời. Kiều Thiệu Bắc cũng bò tới, cầm tay Cố Khê, cố nén đau lòng nói. Tiểu Hà, em không cần bắt ép chính mình tiếp nhận tình cảm của bọn anh. Anh chỉ cần em đồng ý để anh và Tô Nam yêu em, hay để anh và Tô Nam ở bên cạnh em. Đã qua rồi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Các anh không cần phải như vậy nữa. Các anh xứng đáng có được một người tốt hơn. Ở bên một người đàn ông già nua như tôi, các anh sẽ bị người đời chỉ trích. Sau này sẽ không tốt, sẽ rất thống khổ. Cố Khê bức chính mình phải kiên định. Không, đối với bọn anh, em là tốt nhất, chỉ có em thôi. Nắm chặt tay Cố Khê, Kiều Thị Bắc hai mắt đỏ bừng nói. Em một chút cũng không già. Bọn anh và em sống bên nhau sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi, sẽ không có thống khổ. Những kẻ khác muốn nói cái gì, anh và Tô Nam căn bản không có quan tâm. 12 năm trước, bọn anh đã đồng lòng muốn cùng em sống trọn đời bên nhau. Giờ tâm nguyện của bọn anh vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi hết. Nếu có một ngày em có người thương, anh và Tô Nam nhất định sẽ không quấy rầy em. Nhưng trước lúc đó, anh cầu xin em, hãy cho bọn anh một cơ hội. Xin hãy để cho bọn anh ở bên cạnh em, có thể yêu em. Cố Khê gắt gao nhíu chặt mày. Những lời Triển Tô Nam và Kiều Tiểu Bắc nói khiến cho cậu không thể chống đỡ được, cũng khiến cậu vô cùng thống khổ. Hai người bọn họ là thiên chi kiêu tử, là rồng trong bầy người. Vậy mà giờ phút này lại hèn mọn quỳ ở trước mặt của cậu, chỉ một mực cầu xin cậu cho bọn hắn một cơ hội. Rốt cuộc, không thể chịu đựng được sự thống khổ này nữa. Hai tay của Cố Khê dùng sức đẩy Kiều Thiếu Bắc, rồi lại đẩy Triển Tô Nam. Nâng tay, lau sạch sẽ nước mắt của hai người. Cố Khê nghẹn ngào nói, các anh là Triển Tô Nam, là Kiều Thiếu Bắc. Đừng vì tôi mà quỳ gối. Đầu gối của các anh so với hoàng kim còn trân quý hơn. Triển Tô Nam ôm Cố Khê. Chỉ có em mới có thể khiến anh làm như thế. Tiểu Hà, Tiểu Hà, van cầu em, van cầu em, đừng có đẩy bọn anh ra. Hãy để bọn anh yêu em, xin em đó. Kiều Thiếu Bắc cũng ôm lấy Cố Khê, khom người ghé vào lọc tai của cậu cầu xin. Tiểu Hà, chỉ cần có thể đưa em trở lại thì quỳ gối xá là cái gì chứ? Anh và Tô Nam không cầu em yêu bọn anh, chỉ cầu em hãy cho bọn anh một cơ hội để yêu em thôi. Xin đừng nói từ cầu. Cố Khê phát hiện bản thân mình đã bị hai con người này đẩy vào đường cùng. Trái tim của cậu vốn không đủ kiên định. Sự bùng nổ vừa nãy đã hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy hai người bọn họ quỳ xuống. Giờ phút này, đối mặt với vẻ mặt cầu xin yếu hèn của hai người này, sự quyết tâm đó đã tan biến hết. Tiểu Hà, cậu xin em. Tôi không có biện pháp. Em không cần có biện pháp. Em chỉ cần để cho bạn anh yêu em là được rồi. Các anh xứng đáng. Miệng bị che đi. Bọn anh cho là xứng đáng thì nó là xứng đáng. Tiểu Hà, cầu xin em. Bọn anh cầu xin em mà. Cố Khê cắn chặt răng, thống khổ nhắm mắt lại. Cậu là đàn ông, cậu đã già rồi, cũng đã xấu đi. Thân thể này, cậu không còn cách nào. Tiểu Hà, cầu em. Bọn anh cầu em. Chỉ cần em có người thương,
bọn anh sẽ lập tức đi ngay, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Trong mắt của hai người là sự kiên định, đánh cược tất cả. Trái tim của Cố Khê đau đớn vô cùng, bất đắc dĩ nói một câu. Các anh, tội tình gì phải như vậy? Tiểu Hà, hai người này vẫn một mực cầu xin một cơ hội yêu cậu. Rất lâu sau đó, lâu đến mức hai người bọn hắn nhìn không nổi mà quỳ xuống tiếp. Cố Khê ở trong lòng hai người, gian nan xoay người lại, đưa lưng về phía bọn họ. Các anh nếu chịu không nổi thì cứ trực tiếp quay về, không cần phải nói cho Dương Dương và Nhạc Nhạc biết. Nghe như vậy, hai người mừng như điên, nắm tay thật chặt thành quyền. Không, sẽ không đâu. Người này tình nguyện cho bọn hắn một cơ hội. Kéo tay hai người xuống, Cố Khê lùi về sau một bước, mở cửa, rồi cậu ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt mừng như điên của Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cũng sững sờ. Ngoài cửa là hai cậu nhóc với thần sắc vô cùng kích động. Sắc mặt của Cố Khê nháy mắt trầm xuống. Cố Tri Dương sợ tới mức lắp bắp nói một câu. Con, bọn con đi ngủ ngay đây. Rồi cái em trai của mình bị dọa đến chích đứng hoảng hốt, chạy đến cửa phòng của ba ba, mở cửa đi vào. Các anh ngủ sớm đi. Bỏ lại một câu, Cố Khê sau khi đóng cửa lại, tiếng đóng cửa mang theo lửa giận. Triển Tô Nam nhanh chóng mở cửa, tuy chỉ thấy Cố Khê đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng hai người này biết Cố Khê đang vô cùng tức giận. Tiểu Hà, đừng có tức giận với Dương Dương Nhạc Nhạc, bọn chúng còn nhỏ. Các anh đi ngủ sớm đi. Vẫn là câu nói kia, Cố Khê trực tiếp cất bước về phòng của mình. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc nóng vội theo sau, đứng ở trước cửa phòng của Cố Khê. Vừa mới được trải nghiệm tư vị xuyên qua địa ngục, nên bọn hắn cũng không có gan dám nâng tay lên gõ cửa. Thấy ba ba đã đi vào phòng, vẻ mặt của hai đứa bé vô cùng căng thẳng, rất tự giác xoay người, cởi quần, nằm sắp xuống giường. Cố Khê đi đến trước giường, không chút lưu tình hung hăng đánh vào mông của con trai mấy phát. Cố Triều Dương và Cố Triều Nhạc cắn miệng, nén khóc, ngoan ngoãn chịu đòn. Tiếng bàn tay vỗ mạnh tới nỗi xuyên qua tường, truyền ra bên ngoài nghe rõ mồn một. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cảm thấy dường như chính mông của mình bỗng rát. Triển Tô Nam nhịn không được, đang định gõ cửa, thì lúc này bên trong lại vang ra tiếng dạy dỗ nghiêm khắc của Cố Khê. Bà nên đánh các con không? Nên ạ. Hai cậu nhóc mặc quần là vào, xoay người cúi đầu nhận sai. Ba, bọn con không dám nữa. Nói, sai ở đâu? Cố Triều Dương sụt sịt mũi, mang theo tiếng nức nở nói. Chúng con không nên đứng ở ngoài cửa nghe lén. Khóe miệng của Cố Triều Nhạc run rẩy. Ba, bọn con sau này không dám đứng ngoài nghe lén nữa. Tính cả lần này nữa thì ba bắt gặp mấy đứa mấy lần rồi. Lần trước là vì thúc thúc xin tha, mặc dù ba ba không đánh đòn, nhưng cũng đã cho các con cơ hội sửa sai. Vậy mà hai đứa vẫn còn dám đứng bên ngoài nghe lén ba ba và thúc thúc nói chuyện. Các con đã lớn, ba cũng không muốn đánh mắng các con. Nhưng mà hành vi của các con ngày hôm nay khiến cho ba không thể không đánh các con. Ba, chúng con sai rồi, chúng con không dám nữa. Dương Dương và Nhạc Nhạc níu chặt tay của Cố Khê, khóc lóc cam đoan. Lần sau còn dám nữa không? Dạ không, không dám nữa. Vừa lúc nãy còn trải qua bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, chỉ mới qua 2 tiếng sau, hai vị thọ tình này đã bị ba ba của mình hung hăng đánh vào mông rồi. Tuy đã 12 giờ đêm, nhưng cũng thật tương phản mà. Không dỗ dành hai con trai, Cố Khê đứng đó nhìn lũ nhỏ thúc thích, thẳng đến khi tiếng khóc nhỏ đi, cậu mới nâng tay lau nước mắt cho chúng, chậm rãi nói. Có gì thắc mắc, các con có thể trực tiếp tới hỏi ba. Nhưng mà đứng trộm ở ngoài cửa để mà nghe người khác nói chuyện là rất vô lễ, cũng là hành vi rất không tôn trọng người khác. Các con ngẫm lại xem, nếu các con đang nói chuyện bên trong phòng mà ba lại đứng bên ngoài nghe lén, các con có thích không? Hai đứa thúc tha thúc thích mà lắc đầu, ôm hai con trai vào lòng, cơn tức giận tiêu tán hơn phân nữa. Không được có lần thứ ba đâu đó. Ba, hai bọn con sau này sẽ không bao giờ nghe lén nữa. Chúng con sai rồi. Hai đứa trẻ thật thà nhận khuyết điểm, nhưng nằm trong lòng ba ba, nước mắt cố nén từ nãy tới giờ bắt đầu lại trào ra.
đừng khóc. Lúc này, Cố Khê mới nhẹ giọng an ủi. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Bà hy vọng các con khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, chứ không phải là bọn phường trộm cướp, chuyên ẩn nấp, nghe lỏm người khác. Chuyện lần này, các con có lỗi, bà cũng có lỗi. Không dạy dỗ các con cẩn thận chính là thất trách của bà. Ba, là chúng con sai. Hai cậu bé ngẩng mặt lên, có sự hối hận, sự tự trách. Bà không có lỗi, tất cả là do bọn chúng. Lau nước mắt cho hai đứa con trai, còn có một việc Cố Khê cần phải giải quyết ngay. Các con đứng bên ngoài, nghe được bao lâu rồi? Hai cậu bé không dám giấu giếm, Dương Dương bất an nói. Chúng con nghe từ lúc ba bắt đầu, bà bắt đầu bắt thúc thúc buông tay ra. Chẳng phải là nghe được toàn bộ rồi sao? Khớp hàm của Cố Khê nghiến chặt lại, khóe miệng của Nhạc Nhạc run run, nước mắt lại chảy dài. Ba, trước kia thúc thúc, có phải thúc thúc đã từng đối xử với ba không tốt không? Tuy chưa thể lý giải tất cả những lời ba cùng thúc thúc nói chuyện, nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc có thể khẳng định một điều rằng chính là thúc thúc đã từng làm cho ba thương tổn rất nặng, rất nặng. Dương Dương bật khóc, Nhạc Nhạc cũng khóc lên thành tiếng. Trong lòng chúng thật loạn. Trước kia thúc thúc hình như đã đối xử với ba không tốt, nhưng thúc thúc lại đối xử với bọn chúng rất tốt. Chúng nên làm sao đây? Các con tự mình đoán. Cô Khê nói xong, tiếng khóc của hai đứa lập tức ngừng lại. Lần trước, lúc đánh mông các con, ba không phải đã nói rồi sao? Cố Triều Dương và Cố Triều Nhạc đồng thời vô thức so so cái mông nhỏ của mình. Cố Triều Dương quẹt quẹt mũi nhận sai. Ba, con sai rồi. Cố Triều Nhạc hỏi thẳng. Ba, trước kia thúc thúc có phải đã từng nghi oan cho ba đúng không? Đối xử với ba không tốt? Không phải. Sắc mặt của Cố Khê đặc biệt bình tĩnh, ngay tức khắc trả lời, không chút ngập ngừng. Lao khô hai mắt đẫm lệ của con trai, Cố Khê nói: Hai thúc thúc đối với ba rất tốt. Về chuyện kia, hai người ấy cũng là bị hại, không thể nói rõ ràng là ai đúng ai sai được. Mỗi người đều có lập trường riêng, nên lời giải thích sẽ bất đồng. Ba cũng vậy, mà thúc thúc cũng vậy. Nếu cách nhìn nhận khác biệt, cũng giống như các con, chỉ hay làm nũng với ba, chứ tuyệt đối sẽ không mèo nheo với bác cả hay là bác hai vậy. Cho nên các con không thể cứ đơn giản chỉ dựa vào lời nói của ba hoặc là của thúc thúc mà để kết luận vấn đề. Hai đứa nhỏ cái hiểu cái không gật đầu. Cố Khê so so đầu hai con trai nói. Dương Dương Nhạc Nhạc, cho dù giữa ba và thúc thúc đã từng phát sinh chuyện gì thì đó cũng là chuyện riêng của ba người bọn ba. Ba không muốn cũng không tình nguyện nhìn thấy tâm tình của các con bị ảnh hưởng chỉ vì một sự việc đã qua rất lâu rồi. Các con thích thúc thúc cũng thích các con. Còn ba cũng rất vui vẻ khi thấy bốn người các con yêu quý lẫn nhau. Vậy hai con có cái gì lại cứ luôn bị mâu thuẫn bởi chuyện của ba và thúc thúc chứ? Hai cậu nhóc ôm chặt ba của mình, trong ánh mắt là sự phức tạp sâu sắc. Chúng công nhận chúng có thích thúc thúc, nhưng chúng càng yêu ba mình hơn. Trước kia hai vị ấy từng đối xử với ba không có được tốt, bọn chúng sẽ rất khó chịu, rất rất là khó chịu. Dương Dương Nhạc Nhạc, nếu như các con lớn lên có cãi nhau thì các con sẽ nói cho các con của mình biết hay sao? Hai cậu nhóc lắc lắc đầu. Cho nên ba không muốn các con hỏi đến chuyện này. Ba đặt tên cho các con là Triều Dương Triều Nhạc, chính là hy vọng các con có thể giống như vầng mặt trời buổi sáng sớm, vĩnh viễn tràn đầy sức sống, vĩnh viễn đối với cuộc sống này tràn ngập niềm lạc quan. Ba hy vọng các con có thể như vậy. Ba, mũi của hai đứa nhỏ sụt sịt. Giờ ba muốn yêu cầu các con một điều. Được ạ. Hai đứa nhỏ liên tục gật đầu đáp ứng. Vĩnh viễn không được hỏi giữa ba và thúc thúc đã từng xảy ra chuyện gì. Vĩnh viễn không nghĩ ngợi đến chuyện này, coi như ba và thúc thúc chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Cậu hy vọng con trai của mình cả đời không phải nếm trải đau khổ, bi thương. Huống hồ chuyện giữa cậu và hai người kia không hề liên quan tới lũ trẻ. Hãy coi hai thúc thúc như là người cha thứ hai của mình.
Nếu có một ngày ba ba mất, hai vị thúc thúc chính là người thân của các con, là người các con có thể dựa dẫm. Ba! Nước mắt của hai đứa nhỏ lăn dài. Đáp ứng ba ba! Cố Triệu Dương và Cố Triệu Nhạc cố gạt nước mắt, nhưng dù như vậy, chúng vẫn cắn môi, vẫn không nén được cảm xúc của mình. Nằm trong lòng ba ba khóc thật to. Ba! Ba đừng đi! Đừng đi mà! Chúng con có thể không có hai thúc thúc, nhưng chúng con không thể không có ba ba! Ba ơi! Cố Khê vỗ nhẹ hai mặt của con trai. Ba sẽ không đi, ba ba vẫn sẽ ở bên các con. Ba ba chỉ nói là thí dụ thôi mà. Không, thí dụ cũng không được. Ba ba vĩnh viễn ở bên cạnh tụi con. Ba ba không được đi. Ba ba không đi, ba ba không đi. Là ba ba nói sai, ba ba xin lỗi các con. Hai đứa nhỏ gào khóc ở trong phòng. Còn hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa thì gạt nước mắt. Không hề hay biết có hai người đang đứng ngoài cửa nghe lén. Cô khẽ ngẩng đầu lên, hít thật sâu mấy hơi, làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Vỗ về hai cậu nhóc đang khóc không ngừng, cô khẽ dỗ dành. Đừng khóc, đừng khóc. Sinh nhật vừa qua mà các con cứ khóc lóc thế này thì lời nguyện ước sẽ không có linh nghiệm đâu. Dương Dương và Nhạc Nhạc nhanh tay che miệng lại, họ không có dám khóc nữa. Cô khẽ lại nói, ba ba vừa rồi nói sai rồi. Ba ba sau này tuyệt đối sẽ không nói những lời làm các con sợ hãi nữa. Vậy các con cũng đáp ứng với ba ba nha, là không có được quan tâm tới cái chuyện đã từng xảy ra giữa ba ba và thúc thúc nữa. Vâng, chúng con sẽ mặc kệ, chúng con không hỏi nữa. Sau này chúng con sẽ hiếu thuận với thúc thúc, nghe lời hai thúc thúc. Mắt của hai đứa nhỏ cùng sưng đỏ, dùng sức gật đầu thật mạnh. Trong lòng Cố Khê thở phào nhẹ nhõm, cậu buông hai con trai ra. Ba đi lấy khăn để lau mặt mèo cho hai con, rồi cùng đi ngủ. Vâng ạ. Ngoài cửa, hai người đàn ông lấy tốc độ như tên lửa, lén phóng ngay đến cửa phòng của mình, mở cửa đi vào. Hai người vừa khép cửa lại, thì cửa phòng Cố Khê mở ra. Nín thở theo dõi tiếng bước chân của Cố Khê đi bên ngoài cửa phòng. Hai người mới buông lỏng bàn tay đang gắt gao bịt chặt miệng của mình, thở hắt ra từng hơi, trái tim quặn đau thống khổ. Lau mặt cho con trai xong, Cố Khê lại bảo hai đứa đi ngủ trước, còn mình thì đi rửa mặt. Ngồi yên lặng trong phòng vệ sinh hơn cả tiếng đồng hồ, Cố Khê mới trở về phòng của mình. Hai thằng bé khóc mệt đã say giấc, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Đèn ở phòng cách vách đã tắt. Cố Khê dựa vào đầu giường không hề buồn ngủ, nâng tay che cổ. Cố Khê nhắm mắt lại, tâm trí vẫn không thể thật bình tĩnh nổi. Nơi đó có một dấu hôn của Kiều Thiệu Bắc lưu lại, dị thường bắt mắt. Ngay phòng bên cạnh, trong bóng đêm, Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam trợn to mắt, vô thần nhìn trần nhà. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển. Lúc này, đúng 4 giờ sáng, Kiều Thiệu Bắc vớ tay lấy di động, gọi đường dài đến Mỹ. Angola, thân thể của Tiểu Hà hình như khác biệt với nam giới bình thường. Angola, chúng tôi cần cậu giúp. Em ấy là tất cả đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể không có em ấy được. Bọn tôi... Hôm nay, em ấy nói với bọn tôi rằng em ấy đã già rồi, không còn đáng để cho chúng tôi yêu nữa. Em ấy nói không còn cách nào có thể ở bên cạnh bọn tôi nữa. Angela, tôi và Tô Nam rất thống khổ, rất là khó chịu. Cậu có thể cho chúng tôi biết hai bọn tôi nên làm gì để mà chuộc tội lỗi của mình hay không? Cố Khê một đêm không ngủ. Nụ hôn của Kiều Thiệu Bắc đã khiến cho cậu chấn động xa hơn cái đêm cách đây 12 năm trước. Một đêm kia, cậu có thể tự lừa dối bản thân rằng là do say rượu loạn tính. Nhưng còn đêm qua, ba người bọn cậu đều rất tỉnh táo. Huống hồ, 12 năm trước, tình cảm của bọn cậu vẫn còn mông lung mơ hồ. Còn đêm qua, hai người đã trực tiếp đâm thủng cái ranh giới ngăn cách đó. Chỉ là, cậu nên làm sao đây? Cự tuyệt là không có khả năng rồi. Tiếp nhận chăng? Cậu thật sự đã già rồi, cậu không còn xứng với hai người bọn họ nữa. 5 giờ rưỡi, trời còn chưa sáng. Cố Khê đã đứng dậy, mở cửa phòng. Bên ngoài gió lạnh gào thét khiến cho Cố Khê không khỏi rùng mình.
áo khoác vẫn để lại trong phòng của Truyện Tô Na và Kiều Thiểu Bắc từ tối qua. Còn áo khoác cũ thì lại ở dưới nhà. Cố Khê chậm rãi đi vào trong nhà bếp, bật đèn. Cậu liền sững sờ, chiếc áo khoác lông mới tinh hai người kia mua cho cậu đang được đặt ngay ngắn ở trên mặt trạm bếp, phía dưới được lót một tờ báo. Đi tới, cầm lấy áo lông, thật ấm áp. Cố Khê đứng ngây người trong chốc lát, rồi mới khoác áo vào người. Cơ thể phút chốc dần dần được sưởi ấm. Mở tủ bếp, cậu lấy rau và rổ, bắt đầu nhặt rau. Sáng nay sẽ làm bánh bột nhân rau. Cố Khê bận rộn một mình ở trong bếp. Trời sáng rõ hơn, cửa phòng lầu 2 mở, hai người nọ đi ra ngoài. Đèn trong phòng bếp sáng, cũng thấy được bóng dáng của một người nhào bột. Hai người không có đi đến quấy rầy người nọ, mà đi thẳng tới phòng bên cạnh. Trên giường, hai cậu bé vẫn còn đang ngủ rất say, hai mắt vẫn còn dấu vết đã khóc qua. Hai mí mắt thường ngày xinh đẹp, bây giờ lại sưng thủng thành một mí. Hai bọn hắn đau lòng không thôi, lại tự trách mình. Bọc chăn, hai người trực tiếp bê hai con trai đang ngủ say về phòng của mình. Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Triều Dương, Triển Tô Nam ôm Cố Triều Nhạc. Hai đứa bé ngủ say không hề hay biết mình đang cùng thúc thúc ngủ chung cùng một ổ chăn, chỉ cảm thấy bên trong chăn thật là đặc biệt ấm áp. Trong sân nhà, chú gà trống lại một lần nữa gáy to, thật vang. Dương Dương và Nhạc Nhạc hôm qua cũng ngủ không có được an ổn lắm, đang có dấu hiệu tỉnh giấc. Có người sờ sờ nhẹ mi mắt, cảm giác thô ráp rất là giống ba ba, nhưng lại không giống. Theo bản năng, Dương Dương vẫn nhắm tịch mắt, nhẹ giọng gọi ba. Tiếng gọi vẫn còn mang theo sự thương tâm từ đêm qua. Dương Dương! Một nụ hôn ấm áp lập tức dừng ở trên trán của Dương Dương, bị giọng nói của Thúc Thúc làm cho bừng tỉnh. Dương Dương phút chốc mở to hai mắt, thao láo mà nhìn Thúc. Thúc Thúc! Cố nén đau lòng, lộ ra nụ cười dịu dàng. Kiều Thiểu Bắc lại hôn Dương Dương một cái, nói Thúc Thúc, nhớ hai con nên bế hai con sang đây. Sững sờ nhìn Thúc Thúc. Qua hơn một phút đồng hồ, khóe miệng của Dương Dương mới khẽ cong lên, ôm chặt lấy Thúc Thúc, hốc mắt lại đỏ ửng. Ôm Dương Dương vào trong lòng, cuốn chặt chăn. Kiều Thiểu Bắc yêu thương, hôn liên tục xuống đỉnh đầu của Dương Dương. Không khóc, không khóc, tối qua ba ba đánh đòn vào chỗ nào, Thúc Thúc so so cho con. Dương Dương lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, chỉ một mực ôm chặt lấy Thúc Thúc. Thúc Thúc! Nhạc Nhạc cũng tỉnh giấc, cũng bị Triển Tô Nam ôm vào trong lòng, nhìn không được thúc tha thúc thích, đổi lấy những nụ hôn áy náy của Triển Tô Nam. Thúc Thúc! Con và Nhạc Nhạc sau này không bao giờ đứng ngoài nghe lén ba ba và hai Thúc Thúc nói chuyện nữa. Kiều Thiểu Bắc trong chăn nhẹ nhàng so so cái mông của Cố Triều Dương nói, các con vì lo lắng cho ba ba và Thúc Thúc nên mới hành động như vậy, Thúc Thúc không có giận. Tối qua, hai Thúc Thúc chọc ba ba con thương tâm, khiến cho các con phiền hà, nên là Thúc Thúc nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi các con, hãy tha thứ cho hai Thúc Thúc nha. Dương Dương và Nhạc Nhạc lắc lắc đầu, nghe theo yêu cầu của ba ba, cái gì cũng không hỏi. Triển Tô Nam so so nhẹ mắt của Cố Triều Nhạc, nói, Dương Dương Nhạc Nhạc, hôm nay Thúc Thúc muốn nói cho các con nghe một việc, chuyện này các con cũng nên biết. Hai đứa bé chợt ngẩng đầu. Thúc Thúc, tụi con không muốn biết trước kia giữa Thúc Thúc và ba ba đã từng xảy ra chuyện gì đâu. Không phải là chuyện đó. Vì việc này, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiểu Bắc vô cùng cảm kích Cố Khê, cũng vô cùng áy náy với dụng tâm của cậu. Trầm mặc trong chốc lát, Triển Tô Nam cúi đầu nói, Dương Dương Nhạc Nhạc, Thúc Thúc thích ba ba các con, rất là yêu ba ba các con, giống như anh Hoài Chí thích chị dâu Hiểu Mẫn của các con vậy đó. Chị mới 11 tuổi, Cố Triều Dương và Cố Triều Nhạc dù có thông minh như thế nào thì đối với chuyện tình nam nữ cũng không thể lý giải cặn kẽ nổi. Nhạc Nhạc nhíu mày nghĩ ngợi, hỏi, Thúc Thúc, hai Thúc muốn làm đối tượng của ba ba sao? Nó vừa hỏi xong, Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cùng lắp bắp kinh hãi. Kiều Thiểu Bắc nói, cũng không khác biệt với cái cách nói này. Rồi hắn nhăn mặt hỏi, sao các con lại biết từ này?
nhạt nhạt lập tức nói. Tại vì hai tuần mấy lần giới thiệu đối tượng cho ba ba. Trong lòng của Triển Tô Nam và Kiều Thiếu Bắc lợp bợp một tiếng. Triển Tô Nam nôn nóng hỏi. Thế dì hai của các con giới thiệu cho ba ba mấy lần rồi? Dương Dương trả lời. Giới thiệu ba lần rồi. Trước khi hai thúc thúc tới đây còn giới thiệu thêm một lần nữa. Nhưng dì hai giới thiệu đối tượng cho ba ba chẳng được gì cả. Tụi con không có thích. Cũng có mấy thím từng giới thiệu cho ba ba mấy người nữa. Triển Thu Nam và Kiều Thiệu Bắc cười không nổi. Kiều Thiệu Bắc khẩn trương hỏi. Ba ba của các con từng đi gặp mặt sao? Dương Dương và Nhạt Nhạt đồng thời lắc đầu. Không, ba ba mỗi lần đều chỉ bâng quơ, nghe chút thôi hả? Cho tới bây giờ cũng chưa từng đi xem mắt. Ba ba nói ba ba sẽ không có kết hôn. Thiếu chút nữa là bị hù chết rồi. Trái tim của hai người đàn ông nọ cuối cùng cũng đã trở về được đúng vị trí của mình. Thấy thúc thúc rõ ràng thở nhẹ ra một hơi, Nhạt Nhạt khó hiểu hỏi. Thúc thúc, các thúc có thể làm đối tượng của ba ba sao? Hai thúc thúc là đàn ông mà. Kiều Thiệu Bắc sửa lại cách nói của bọn trẻ. Thúc thúc thích ba ba các con, muốn cùng em ấy yêu đương, muốn ở bên em ấy, muốn cùng em ấy sống với các con. Dương Dương, Nhạt Nhạt, có rất nhiều người bởi vì thấy thúc thúc là đàn ông cho nên nghĩ rằng không cùng ba ba các con yêu nhau được. Ý nghĩ đó của bọn họ là không đúng. Trên thực tế thì tình yêu đâu có phân biệt giới tính. Thúc thúc không để ý. Thúc thúc chỉ yêu một mình ba ba các con thôi. Chỉ cần các con đồng ý, thúc thúc có thêm động lực và niềm tin để theo đuổi ba ba các con. Gương mặt nhỏ nhắn của hai cậu nhóc nhất thời nhăn nhó. Hai người họ khẩn trương. Các con không muốn sao? Chậm rãi lắc lắc đầu, cô Tri Dương nói. Thúc thúc, con không biết. Con cũng không biết. Nhạt Nhạt thuận theo nói. Vấn đề về đồng tính luyến ái đối với hai đứa bé còn quá sớm. Kiều Thiệu Bắc hỏi. Vậy các con có nguyện ý để thúc thúc ở cùng với ba ba các con hay không? Năm người chúng ta cùng nhau sống, năm người chúng ta sẽ tạo dựng nên một gia đình. Chẳng qua là trong gia đình ta, các con có ba người cha, không có mẹ. Các con có nguyện ý không? Ba ba sẽ không kết hôn với người phụ nữ nào khác. Thúc thúc cũng sẽ không kết hôn với ai. Chỉ có 5 người chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau. Các con có đồng ý không? Dương Dương và Nhạt Nhạt không lập tức trả lời mà lâm vào trầm tư. Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam bề ngoài rất kiên nhẫn chờ con trai suy nghĩ cẩn thận, nhưng thực chất ở trong lòng đã lo lắng khẩn trương không thôi. Qua hơn 10 phút, Dương Dương mở miệng. Thúc thúc, hai thúc có thể cùng ba ba kết hôn sao? Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam nở nụ cười, lập tức gật đầu xác nhận. Đương nhiên là có thể. Thúc thúc có quốc tịch ở Mỹ. Ở Mỹ, thúc thúc có thể kết hôn với ba ba các con. Cho dù không được thì bọn họ cũng sẽ bắt pháp luật phải thừa nhận cuộc hôn nhân này. Vậy Dương Dương hỏi ra một điều mà nó quan tâm nhất. Sau này thúc thúc sẽ nghe lời ba ba nói, không để ba ba phải thương tâm nữa, không làm cho ba ba tức giận nữa, được chứ? Có thể. Hai người giơ tay lên thề thốt. Triển Tô Nam lập tức nói. Thúc thúc sẽ nghe lời ba ba các con nói. Em ấy bắt bọn thúc đi hướng đông thì chúng ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây đâu. Em ấy muốn hai thúc đi hướng tây thì bọn thúc tuyệt đối sẽ không đi sang hướng đông. Kiều Thiệu Bắc tiếp lời. Nếu thúc thúc còn chọc giận ba ba các con thương tâm thì nguyền rủa thúc thúc bị sét đánh. Hai bàn tay nhỏ nhắn đồng thời bịt miệng của hắn lại. Thúc thúc, ba ba nói không thể tùy tiện thề độc. Kiều Thiệu Bắc nắm chặt tay của hai con trai, gằn từng tiếng. Vậy phạt thúc thúc cả đời này cũng sẽ không có được trái tim của ba ba các con. Hai đứa trẻ thúc thích gật gật đầu. Thúc thúc, chỉ cần ba ba nguyện ý, tụi con cũng sẽ nguyện ý. Cố Tri Dương khẩn cầu nói. Thúc thúc, hai thúc thúc nhất định phải cùng ba ba kết hôn. Như vậy dì hai sẽ không dám bắt nạt ba ba nữa. Ba ba cũng sẽ không phải vất vả nữa. Kỳ Thư Bắc và Triển Tô Nam chua xót hôn lên gương mặt bé nhỏ của hai cậu nhóc. Cam đoan nói. Thúc thúc nhất định sẽ cùng ba ba các con kết hôn.
nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt em ấy nữa. Nhất định sẽ không để em ấy vất vả như vậy nữa. Dương Dương vô cùng hâm mộ nói. Thúc thúc, trên tivi con thấy người ta khi kết hôn sẽ được chụp ảnh cưới. Ba ba chưa từng được chụp ảnh bao giờ á. Triển Tô Nam và Kiều Tiểu Bắc bật cười thành tiếng. Thúc thúc sẽ cùng ba ba các con chụp rất nhiều ảnh, sẽ đưa ba các con đến những nơi đẹp nhất trên thế giới. Nhạc Nhạc lại bổ sung. Trên tivi còn có một đoàn xe nữa cơ. Toàn là những loại xe chưa thấy bao giờ hết. Còn được trang trí rất nhiều hoa đẹp nữa. Chị Mạn Mạn cũng nói đó là hoa hồng mà. Đến lúc đó các con sẽ cùng thúc thúc đi chọn xe trang trí hoa được chứ. Thúc thúc cam đoan sẽ có rất nhiều xe, cũng sẽ có cả biển hoa luôn. Vâng ạ, còn phải có phụ rể nữa. Trong tivi đều như thế cả. Không có cô dâu, cho nên là không có cần phụ dâu. Không thành vấn đề, đến lúc đó các con chính là hoa hồng. Chúng con lớn quá rồi, liệu có được không? Trên tivi, hoa hồng đều là những em bé mà. Nhạc Nhạc háo hức mà nói. Đương nhiên là có thể rồi, các con là thích hợp nhất. Cảm ơn thúc thúc. Triển Tô Nam và Kiều Tiểu Bắc hôn một cái thật kêu lên gương mặt đầy mong chờ của hai con trai. Họ chân thành hứa hẹn với lũ trẻ. Đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy, nó không xấu hổ là điều không thể. Đến chính từ nãy nãy và từ lão gia cũng nhận ra sự ngượng ngùng này. Cố Khê cũng không hẳn là phớt lờ Triển Tô Nam cùng Kiều Thiều Bắc. Chỉ là khi hai người kia nhìn cậu chăm chú thì cậu sẽ theo bản năng mà tránh đi. Cũng rất hiếm khi chủ động nói chuyện với bọn hắn. Tương phản với sự né tránh của Cố Khê, biểu hiện của Triển Tô Nam và Kiều Thiều Bắc lại thật sự bình tĩnh, không làm thêm bất cứ chuyện gì vượt qua giới hạn. Hai người kiên nhẫn, cấp cho Cố Khê một khoảng thời gian để tiếp nhận, thích ứng với bọn hắn. Ngay buổi tối hôm sau, bọn hắn đã bàn bạc sẽ chuyển đến khách sạn ở. Thứ nhất là để cho Cố Khê được thoải mái, cũng để cho cậu được nghỉ ngơi thật tốt. Thứ hai, thời dịp vào đúng thời điểm cuối năm, hai người phải thương lượng rất nhiều việc với người Hải Trung, nên ở khách sạn là thuận tiện nhất.